ye chata anacha nanti deva gan to ani vay da yung sabbe lokam hi ye satta chi quan ta ra tuka manunyang pho cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đáo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hữu ngang. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Dạ, bây giờ còn thời gian con xin đọc bài kinh Từ Bi. Karaniyamattha kusale nayan tang san tang padang avisamaccha sắc khổ chu cho su vật kiểu chát sa mu đu anati ma ni sam tốt sắc cổ cho su pha rồ chặt bát kịch chồ cho san lão ca vô ti san tình ri dồ cho ni ba cổ chặt ba ra phổ cú lệ su ananu vít thồ na cha khuất đằng mà cha rề kinh chi về na quỳnh nhô ba rề ủ ba quá đầy dùng su khi nô qua kề mi nô hồn tụ sắp bề sắp ta phá hoành tụ su khi tắc ta về kề chi ba na phụ tập thi tắc xa qua tha qua đà qua ana qua xê xa vi kha qua về ma hành ta qua mặt chi ma rác xa ca anu ca thù la đích tha hoa dê cha đích tha dê cha đu rê hoa sanh tiêu quy đu rê phụ ta hoa sanh phá quê si hoa sắc bê sắc ta phá hoành tu su phi tắc ta na ba rô ba răng ni khúc bê tha na ti mình nhê tha cách tha chỉ năng kinh chỉ gia rô sa na ba ti kha sanh nha nành nha mạnh nhạc xa đục khá mít chạy giá ma ta giá tha ni văn bút tăng a du sa e ca bút ta ma nu rắc kê e quầm bi sắc pa phụ tê su ma na sang pha quá dê a ba ri ma năng mét tình cha sắc pa lô cát mình ma na sang pha quá dê a ba ri ma năng út thằng á thô cho tí ri dành cho á xăm ba thằng á quê răng á xa bát thằng tích thằng cha răng ni sinh nô hoa xa gia nô hoa gia quá tát xa quy gá ta mít thô ê tăng xa tình á thích thầy giáp rằm á mê tăng quý hà răng ý xa mà hô đích thình cha á nô bát gầm á xì lá hoa đạt sa nề na sam ban no ca mê su vi này ya gầy thằng nay cha tu gấp phá xây dân bù na rê tì tì y đằng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi nhàn cảnh y đặng quá ta mê buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây
hãy là món lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì ngũ giới. Và tất cả phước báo nào có được trong ngày hôm nay, con kính thỉnh đến Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được pháp thể khinh an bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu được đạo quả niết bàn. Và con cùng kính dâng đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức tự phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, hôm nay phần lễ bái tam bảo không biết con có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng cũng xin bỏ qua cho con. Dạ, bây giờ con kính dâng mic trở lại cho Ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Ai, sa thú, xích thiền vũ, xích mê ta. Hôm nay trong cái phần tâm quy hơi phóng tâm, chứ còn lễ bái tam bảo thì rất là hoàn chỉnh. Chỉ có phần tâm quy thôi, nhưng mà không sao. Bởi vì con người của chúng ta luôn luôn không phải là hoàn chỉnh ha, mà có những lỗi lầm, chúng ta nhìn vào đó và sự hoàn chỉnh sẽ đến. Chứ không ai mà tự nhiên tốt hết, phải có cái xấu để chúng ta nhìn vào cái xấu đó chúng ta mới trở nên người tốt. Rồi Siddha Metta biết rằng có cái vấn đề thất niệm cho nên đã có vấn đề sám hối, đó là một cái điều mà thấy lỗi để sửa lỗi, cái điều rất là hoan hỷ thôi. Sa thủ Siddha Metta. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ, kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lành, và nhất là suốt trong giờ thời gian sinh hoạt chúng ta có được sự an vui. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật ngôn 78. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Maheshi Arahant Tathagata Lo Kutamo Sappagaru Hicchet Thakolo Kassasattha Chanadam Maku Vido Wanda Mahantang Naraku Chanayakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yết tá sa sa thu nô lô ca nam mần tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bố thập bá đi phụ tí sanh nhá tô quần đà ma hành tăng na ra phù. Chá này giác cần, pháp bảo vi như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng vô minh, phá tan, làm đặc dụng sinh, đầy dụng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đã lễ pháp quang, đảng cho công chúng, nhân gian cũng dường. Sân khô, quý số thô, số gá tá, sá xà, quá cô, sách khà, số tà mô, quá rá thầm, má sách khá cô, niên đà, bá sân xà, đi á nà, đá rô, quá rô, hoành đà, má hành tăng, ná ra phù. Cha này giác cần, tăng bảo, thinh văn Phật đà, tâm học mong rõ, đê mà, thoát thân. Các ngài, thanh tịnh lý trần, xa lìa thể phá, phàm, nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tịnh át tây giác tê chê ná sách khà mê ê tú quá thá năng tác xà bí à nú phà quê ná sá hát xà dê
Nay Trạch Túc cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 78. Na pha chê ba ba kê mít tê. Na pha chê ba ba kê mít tê. Na pha chê ba ba kê mít tê. Câu số 2. Na pha chê pu ri sa tháp mê. Na pha chê pu ri sa tháp mê. Na pha chê pu ri sa tháp mê. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Na pha chê ba ba kê mi tê. Na pha chê pu ri sa tháp mê. Na pha chê ba ba kê mi tê. Na pha chê pu ri sa tháp mê. Na pha chê ba ba kê mi tê. Na pha chê ba pu ri sa tháp mê. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu số 3. Câu số 4. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha mít tê can gia nê. Và câu số 4. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Bây giờ ôn lại câu này, câu 78. Na pha chê ba ba kê mít tê. Na pha chê phú ri sa tháp mê. Pha chê tháp mít tê can gia nê. Pha chê tháp phú ri sô ta mê. Na pha chê ba ba kê mít tê. Na pha chê phú ri sa tháp mê. Pha chê tháp mít tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Na phá chê ba ba kê mi tê. Na phá chê pu ri sa tha mê. Phá chê tha mi tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Na phá chê ba ba kê mi tê. Na phá chê pu ri sa tháp mê. Phá chê tha mít tê can gia nê. Phá chê tha pu ri sô ta mê. Như vậy quý vị thấy trường âm đoán âm thì chúng ta có hai cách đọc ha. Về dòng kinh một cách là chúng ta đọc nguyên một bài, đọc một hơi. Cách thứ hai chúng ta chia ra làm hai, đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên quý vị chọn cái cách thứ hai đọc tương đối dễ hơn ha. Đọc một lần hai câu. Rồi bây giờ qua kệ chúng ta cũng đọc một lần hai câu, bởi vì hai câu nó nương nhau về cái âm điệu. Khi nào mà cái câu nó dài quá thì chúng ta đọc một câu, còn cái câu mà nó ngắn 8 từ như thế này thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu. Bởi vì tôi nghĩ rằng hơi của quý vị đọc một lần hai câu dễ chứ không có khó. Ví dụ Na pha chê ba ba kê min tê. Na pha chê pu ri sa tha mê.
Phật chế tham mít tê can gia nê Phật chế tháp phú rì xuân tam mê. À, quý vị thấy một câu lên ha, một câu xuống mà hai câu nó nương nhau. Nó phải chế ba ba kê minh tê Nó phải chế phú rì xa tham mê Phật chế tham minh tê can gia nê Phật chế tháp phú rì xuân tam mê Nà pha chê ba bàn kê minh tên Nà pha chê pu rì sa tha mê Pha chê tha minh tê can gia nê Pha chê tha pu rì xuân tha mê Chế thân với bạn ác Chế thân kẻ tiểu nhân Hãy thân người bạn lành Hãy thân bậc thượng nhân. Rồi bây giờ mời Sik Meta, Sik Kim Nhung, còn ai nữa? Mời các bà. Rồi ba cũng được đi. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Hữu cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Pháp Ngụ, cảm ơn cô Kim Dung. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 78. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bu ri sa tha mê pha chê tha mít tê can gia nê phát chê tham u ri xuất tam mê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná phá là hai đoạn âm, chê ba là hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, kê trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường. Ná phá là hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, can trường âm nhấn, gia nê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá bú rí ba đoạn âm, suốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, mê trường âm thông thường, phát chê tha mít tê can gia nê phát chê tha bú rí suốt tá mê. Na pha chê ba ba kê mít tê Na pha chê bú ri sa tha mê Pha chê tha mít tê can gia nê Pha chê tha bú ri suốt tha mê Na pha chê ba ba kê mít tê Na pha chê bú ri sa tha mê Pha chê tha mít tê can gia nê Pha chê tha bú ri suốt tha mê Na pha chê ba ba kê mít tê Na pha chê bú ri sa tha mê Pha chê tha mít tê can gia nê Pha chê tha bú ri sút ta mê Na pha chê ba ba kê mít tê Na pha chê bu ri sa tha mê Pha chê tha mít tê can gia nê Pha
chê tha bú ri sụt ta mê. Dạ con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con xin kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 78. 1, 2, 3, 4. Bốn người nghe rõ ha. Dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ con bắt đầu trả bài. Kinh Pháp Cú số 78. Napache pa pake mitte napache purisa thame bache thamit tề khan già nề pa chề tha bu bi xúc ta nề na pa chề pa pa kề mít tề na pa chề pu ri sa tha nề pa chề tha mít tề khan già nề pa chề tha bu bi xúc ta nề. Phân tích câu 1 và câu 2. Ná phá hai đoạn âm, chề ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, kề trường âm thông thường, mít trường âm ngắn, t trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Ná phá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ná phá chê ba pa kê mít tê ná phá chê phú rí sa thá mê phá chê thá mít tề khàn già nề ba chề tha bu bích xúc ta mề. Phân tích câu số 3. Phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mít trường âm ngắn, tề trường âm thông thường, khàn trường âm ngắn, già nề hai trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá bú rí ba đoạn âm, xúc trường âm ngắn, tá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Pa chề tha mít tề khàn già nề pa chề tha bu đi xúc ta nề na pa chề bà pa kề mít tề na pa chề phu đi xà tha nề pa chề tha mít tề khàn già nề pa chề tha bu đi xúc ta nề na pa chề ba ba kề mít tề na pa chề phu đi xà tha nề pa chề tha mít tề khàn già nề pa chề tha bu đi xúc ta nề na pa chề ba ba kề mít tề na pa chề phu đi xà tha nề ba chề tha mít tề khàn già nề ba chề tha phu đi xúc ta nề na pha chê pha ba kê mít tê na pha chê phu đi sa thăm mê thí cha thăm mê chết rồi na pha chê pha ba kê mít tê pha na pha chê phu đi sa thăm mê ba chê tha mít tê kha giang nghề ba chê tha phu đi su ta mê. Trời hôm nay là chị đọc chữ này nhảy qua chữ kia trời, suy nghĩ lung tung có nhiều việc quá. Thôi đọc lại. Na pha chê pha ba kê mít tê na pha chê phu đi sa tha mê ba chê tha mít tê khan gia nê ba chê tha phu đi xúc ta mê. Chới thần với bạn ác, chới thần kẻ tiểu nhân, hải thần người bạn lành, hải thần bậc thượng nhân. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Cú số 78. Bữa nay sư mệt rồi, sư đi rồi không cho bông hoa đâu. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Dạ, phe ta không mà không có phe khác. Xin cảm ơn quý vị và hình như mời cô Kim Nhung lên kế tiếp nha. Cảm ơn, chúc quý vị được một ngày ăn vui. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, tràng chợt nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 70.
pha chê bà bà kê mít tê na pha chê bú rí xà tha mê pha chê tha mít tê càn dà nê pha chê tha bú rí sút tha mê. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê bú rí xà tha mê pha chê tha mít tê càn dà nê pha chê tha bú rí sút tha mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Ná phá là hai đoạn âm, chê pa là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, âm thông âm, chê là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Na pha chê pa pa kê mi tê pha bú rí sa tha mê. Phá là đoạn trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, da là nên trường âm. Phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá, bú, rí là ba đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là âm thông. Phá chê tha mi tê can dà nê phá chê tha bú rí sút ta mê. Na phá chê pa pa kê mi tê na phá chê rí tha tha mê pha tha mi tê can dà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Na pha chê pa ba kê mi tê na pha chê bú rí sa tha mê pha chê tha mi tê can dà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Na pha chê pa pa kê mi tê na pha chê bú rí sa tha mê pha chê tha mi tê can dà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con hai con kính sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho bông nho hoa. Dạ, xin mời Hồng Mai ạ. Dạ, con thấy Hồng Mai chưa lên, con xin lên trước Hồng Mai ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 78. Na pha chê pa pa kê mít tê na pha chê pu rí sa tha mê pha chê tha mít tê can dà nê pha chê tha pu rí sút ta mê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná phá hai đoạn âm, chê pha hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, kê trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường. Ná phá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Na pha chê pa pa kê mít tê ta pha chê pu rí sa tha mê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phá đoạn âm, chê
trường âm thông thường, thá, bản âm, mít, trường âm nhấn, tê, trường âm thông thường, can, trường âm nhấn, gia, nê, hai trường âm thông thường, phá, bản âm, chê, trường âm thông thường, thá, pú, rí, ba đoạn âm, sút, trường âm nhấn, tá, bản âm, mê, trường âm thông thường, phá chê, tham mít, tê, can, gia, nê, phá chê, tha, pú, rí, sút, tá, mê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 78. Na pha chê, pha, pha kê, mít. Ta phát chế purisa tháp nê phát chế tham mít tê căn già nê phát chế tháp purisut tháp nê na phát chế pa pa kê mít tê na phát chế purisa tháp nê phá chế tham mít thế con già nề phá chế tháp phú rì sút tà mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Cảm ơn Sis Meta. Cảm ơn Sis Kim Nhung. Cảm ơn Trường Vũ đã cho biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú hôm nay là câu số 78. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú ri sa tha mê pha chê tha mít tê can ya nê pha chê tha bú ri sút ta mê. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú ri sa tha mê. Và câu số 1, ná phá là hai đoạn âm, chê là ta là hai trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường. Và câu số 2, ná phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Phá chê tha mít tê can gia nê phá chê tha bú rí sút ta mê. Câu số 3, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, gia nê là hai trường âm thông thường. Và câu số 4, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá bú rí là ba đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ, con sẽ đọc lại. Na pha chê ba ba kê mít tê, na pha chê bú ri sa tha mê, pha chê tha mít tê can gia nê, pha chê tha bú ri sút ta mê. Chớ thân các bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 78. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bu rì sa tha mê pha chê tha mít tê can gia nê pha chê tha bu vi sun tha mê.
Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê ba bu ri sa tha mê pha chê tha mít tê can ya nê pha chê tha bu ri sun tha mê. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp con chỉnh sửa lại ạ. Con kính đáp cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của pháp nguồn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Sư Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ. Con kính chào thầy đạo tràng, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 78 ạ. Na pa che pa na ke mit te na pa che purisa thame pa che thamite kanyane pa che thapurisutta me na pa che pa pa ke mit te na pa che purisa thame pa che thamite tê can ya nê pa chê tha pu ri sút ta mê. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná phá là hai đoạn âm, chê pa là trường âm, hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, tê trường âm thông thường. Ná là ná và phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, pú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4. Na pa chê pa pa kê mít tê, na pa chê pú rí sa tha mê, pa chê tha mít tê, can ya ne pa che tha purisutta me. Thá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, ya ne là hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá pú rí là ba đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ con xin được kệ ạ. Na pa che pa pa ke mi te na pa che pú rí sa tha me na che tha mít te can ya ne pa che tha pu ri su ta me. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã kệ xong và phân tích xong ạ. Con có gì sai mong sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm con ạ. Dạ con xin được xuống mic mời vị khác ạ. Dạ. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc trả bài pháp cú số 78. Na pa che pa pa ke mit te na pa che purisa tam me pa cha ta mit te kalyane phajata puris sutame. Dạ con xin phân tích hai câu đầu ạ. Na pha che papa ke mitte na pha che purisa tame. Na là đoạn âm, phá đoạn âm, che là trường âm thông thường, pa kê là ba trường âm thông thường, mít tê mít là
trường âm nhấn T là trường âm thông thường. Na pha chê purisa ta mê ná phá là trường là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Purisa ta mê là puri là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ con xin phân tách hai câu 3 và 4 ạ. Pajata mite kalyane phá là đoạn âm, chet là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Oops, là không ở trường âm nhấn ạ. T là trường âm thông thường, cal là trường âm nhấn, giá là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường. Phá rét tha puri sút ta mê, phá là đoạn âm, chet là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, puri là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, ta là tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Con xin kể. Na pha je cha pa ke mi te na pha je pu ri sa ta me pa sa ta me te ka ya ne pa sa ta pu ri sut ta me. Là con chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Con xin hết ạ, con xin, con đã trả bài xong pháp cú 78. Dạ xin có gì sai thì xin sư và quý đạo tràng sửa độ dùm cho. Con xin xuống mic ạ và mời bạn khác ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tiên nữ, con kính đảnh lễ hoàng thánh. Con xin phép được đọc bài, con kính chào đạo tràng. Câu pháp cú số 78. Na pha chê pa pa kê mít tê na pha chê phu ri sa tham mê pha chê tham mít tê can ya nê pha pa chê phu ri sút ta mê na pha chê pa pa kê Pa pa ke mit te na pha che pu ri sa tham me pha che tham mit te kan ya ne pha che tham pu ri sun ta me. Con xin phân tích câu 1 và 2. Na pha che pa pa ke mit te na pha che pu ri sa tham me na đoạn âm, phá đoạn âm, che trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, phá đoạn âm, kê trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, nã đoạn âm, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, phú lý hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thả đoạn âm, mê trường âm thông thường, na pha chê pa pa kê mít tê na pha chê phú lý sa thầm mê. Câu 3 và 4. Pha chê tham mít tê cạn dạ nê pha chê tháp phú lý xuất ta mê phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thả đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, can trường âm gia, nê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thả đoạn âm, phú lý hai trường âm, hai đoạn âm, sút trường âm nhẫn, tá đoạn âm, mê trường âm thông thường, phá chê tham mít tê cạn dạ nê phá chê tháp hú lý xuân tạ mê. Con xin đọc phép đọc lại. Na phá chê bà bà kê mít tê na phá chê phú lý xà thầm mê. No, phú lý xà tháp mê. Phá chê tham mít tê cạn dạ nê phá chê tháp hú lý xuân tạ mê. Con xin phép đọc lại, con đọc sai hồi nãy rồi. Na pha chê pa pa kê mít tê na pha chê phu ri sa tha mê
phát chế tham minh tề căn nhà nề phát chế tháp phu ni sun ta mề chớ thân với bạn ác chớ thân kẻ tiểu nhân hãy thân với bạn lành hãy thân bậc thượng tâm thượng nhân hòa thượng Thích Minh Châu na pha chế pa pa ke minh tề na pha chế phu ri sa tha mề phá chế tham minh tề con gia nế phá chế tha phu vì xuống ta mê na phá chế pa pa khe minh tề na phá chế phu vì xa tha mê phá chế tham minh tề con gia nế phá chế tha phu vì xuống ta mê dạ con kính tri ân ngài và con kính tri ân đạo tràng có hôm nay con bị phân tâm con xin lỗi con kính thì ông con kính mời vị kế tiếp Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con thấy chắc mấy cô Hồng Mai bị sao đó, chắc con lên trước một tí nữa rồi cô lên nha cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 78 ngày hôm nay ạ. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê pha chê tha mít tê can nhà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê pha chê tha mít tê can nhà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ná là đoạn âm. Phá là đoạn âm, chê, ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná, phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, bú, rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná phá chê, ba bắc kê, mít, tê na pha chê bú rí sa tha mê. Dạ câu số 3 và câu số 4. Pha chê tha mít tê can nhà nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, gia nê là hai trường âm thông thường, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá, bú, rí là ba đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Phá chê tha mít tê can nhà nê phá chê tha mít tha bú rí sút ta mê. Dạ con xin đọc lại ạ. Na phá chê ba ba kê mít tê na phá chê bú rí sa tha mê phá chê tha mít tê can nhà nê phá chê tha bú rí sút ta mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê. Phá chê tha mít tê can gia nê phá chê tha bú rí sút ta mê.
Na pha che ba ba ke min te na pha che bu ri sa tha me pha che tha min te kan ya ne pha che tha bu ri sun ta me. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin kính mời sư Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Tôi xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 78. Naphache papake mitte Naphache purisa thame Phache thamitte kalayane Phache thapurisuttame. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cô xin kệ. Na pha che pa pa ke me te Na pha che vô ri sa tha me Pha che tha me te ka la ya ne Pha che tha pu ri su ta me Na pha che pa pa ke me te Na pha che vô ri sa tha me Pha che tha me te ka la ya ne Pha che tha pu ri su ta me Na pha che pa pa ke me te Na pha che vô ri sa tha me Pha che tha me te ka la ya ne Pha che tha pu ri su ta me. Là con xin hết ạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính chào cô tu nữ phục hạnh. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, vị nào đọc cũng hay hết, nhưng mà đặc biệt hôm nay có Sích Khải, Sích Khải tham gia, và huynh Giang Nhật Hà nói rằng ồ, lâu quá mới đến với đạo tràng nhưng mà vẫn còn nhớ ha, và mặc dù hơi phân tâm ha, hoặc là văn không ôn, võ không luyện, cho nên hơi phóng tâm một chút, nhưng mà tuyệt vời. Sĩ Khải cũng rất tiến bộ, chứ đâu phải không. Phân tích trường âm, đoạn âm sai, chỉnh lại, biết rằng chỗ đó sai nữa chứ. Như vậy là quá hay rồi. Đạo tràng rất là tiến bộ, chúng tôi rất là hoan hỷ. Nhưng mà với câu Phật ngôn như thế này, quý vị nên nhớ, nên chia làm hai vế. Trong cái phần tiếng Việt, chớ thân cận bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, thì chữ chớ này có nghĩa là đừng, không. Hai cái vế đầu là đối với bạn ác, đối với tiểu nhân thì không nên thân cận. Cho nên quý vị nên nhớ rằng nên đọc cái câu Phật ngôn này chia làm hai vế, hai phần. Tức là một lần đọc hai câu. Na pha che ba pa ke mit te na pha che purisa tham me. Đọc một lần hai câu, có nghĩa là chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân. Rồi hai câu sau là hai câu kết. Hãy thân người bằng lành, hãy thân bậc thượng nhân. Ở trước là chớ, ở sau là hãy.
hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Phát chế tham mít tệ càng già nề, phát chế tháp phú rí sốt tạm mề. Đọc một lần hai câu thì chúng ta thấy rằng nó hoàn chỉnh phần đầu và phần cuối. Quý vị hoan hỷ, dầu đọc kinh, quý vị cũng đọc hai câu. Dầu đọc kệ, quý vị cũng nên đọc hai câu. Đừng đọc từng câu một. Nếu chúng ta đọc từng câu một thì cảm thấy nó rời ra. Nó không có xúc tích, không có hòa quyện lẫn nhau. Nó nói lên cái ý. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê pú rí sa tháp mê. Pha chê tháp mít tê càn già nê pha chê tháp pú rí sút tháp mê. Quý vị đọc một lần hai câu như vậy thì chúng ta thấy rằng chớ thân với bạn á, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bằng lành, hãy thân bậc thượng nhân. Và cái đoạn kết đó, thấy Huynh Giang Nhật Hà, quý vị thấy Huynh Giang Nhật Hà đọc rất là rõ ràng về Pali hả, giọng kinh hả, rồi qua giọng kể, quý vị thấy rất là rõ. Thì như vậy cố gắng nha, đọc một lần hai câu. Khi chúng ta đọc một lần hai câu thì đủ khả năng. Hôm nay quý vị thấy Siết Mấy Ta lớn tuổi ha, nhưng mà giọng đọc của Siết Mấy Ta lúc này rất là tiến bộ. Đọc được một lần hai câu. Mà khi đọc một lần hai câu như vậy thì quý vị nghe có vẻ xúc tích ha. Chớ thân với bạn hả, chớ thân kẻ tiểu nhân. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê pú rí sa tháp mê. Đọc một lần hai câu như vậy. Siết Kim Nhung nè, trong cái giọng kể cũng có vẻ rời rạc, mà coi như là một trang giống như La Phan vậy ha. Chúng ta nên dừng lại câu số 2. Bởi vì dừng lại để nhấn mạnh đừng chớ thân cận với bạn ác, với kẻ tiểu nhân. Chúng ta dừng lại đó, rồi qua phần sau chúng ta nhấn mạnh hãy như thế nào. Ở trước thì chớ, đừng, thì ở sau này hãy làm gì? Hãy thân người bằng lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chúng ta chia làm hai phần nha. Hai phần như vậy nó sẽ xúc tích hơn, và chúng ta còn có hơi sức để mà trường kỳ kháng chiến. Chứ còn nếu mà đọc cái kiểu này quý vị đức thì chúng tôi cũng đứt bóng luôn. Thì thôi giải tán sớm hả. Cố gắng ha. Rồi bây giờ còn một số các vị chưa đọc, nhưng mà với cái phương pháp này để quý vị khỏe hơn một chút, chúng tôi xin ôn lại. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê pú rí sa tham mê. Pha chê tham mít tê càn già nề pha chê tham pú rí sút tham mê. Quý vị thấy chậm rãi như vậy thoải mái hả? Làm gì mà phải nôn nóng mà đọc kia cho nhanh để rồi đứt hơi. Na pha chê pú rí sa na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê pú rí sa tháp mê. Pha chê tháp mít tê càn già nề pha chê tháp pú rí sút tháp mê. Quý vị cứ chậm rãi. Quý vị không nghe Siết Nhật Quỳnh nói ha, từ từ rồi nó cũng nhừ. Mà càng chậm á, thì chúng ta quan sát càng kỹ, và cái giọng đọc của chúng ta bảo đảm không có sai. Chứ quý vị như Siết Hồng Mai nói hôm nay không giữ mic được, không cầm mic được. Nếu mà Siết Hồng Mai mà cầm mic được thì đạo tràng hết sinh hoạt. Hên cả là Siết Hồng Mai hôm nay đường truyền xấu, không tham gia được. Mà không tham gia được mà
thì không cầm mic được, mà cầm mic được thì giữ mic luôn là sao, đạo tràng sinh hoạt hả? Ồ, nói vậy mà sĩ không ai nghe ta. Tưởng là rớt mic, rớt mạng mà không nghe được, ai ngờ nói xấu cũng nghe được nữa. Khổ đế là thiệt. Rồi, trở lại bạn nè. Quý vị cứ chậm rãi nha, chứ đừng có nôn nóng. Na phá chê bà bác kê mít tê na phá chê phú ri xà tháp mê phá chê tháp mít tê ca nhà nê phá chê tháp phú ri sốt tháp mê. À, quý vị chậm rãi, đâu có ai dành đâu. Khi mình cầm micro rồi á, là trong room mình, trong room này quý vị là sếp. Nếu cầm micro rồi là coi như thoải mái, không có ai giành được đâu. Giành á, chẳng qua đó là những người mà đeo cái bông tai á, à, họ có chức năng là họ có thể đá, họ có thể cho mình ăn chè, hoặc là họ có thể nhốt mình trong chuồng cọp. À, mấy người đeo cái hoa tai này nói thẳng ra cũng hơi lố một chút ha, nhưng mà quý vị thông cảm, trách nhiệm là phải giữ gìn trật tự trong room này. Đúng rồi, trời, tự mình ngồi trong thúng bưng lên mà siết kim không biết gì hết. Đây, quý anh Giang Nhật Hà nhìn méo miệng luôn kìa, trợn mắt còn méo miệng nữa. Rồi, quý, nhưng mà chúng ta không quên bổn phận phải học. Rồi, giọng kinh đọc như vậy thì giọng kệ đọc làm sao? Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu. Cái này không có khó, tám từ. Đọc một lần hai câu nó bổ sung cho nhau. Ở trước là chớ thân cần bạn ác, chớ thân cần tiểu nhân. Mà chúng ta đọc một câu, chớ thân cần bạn ác, chớ thân cần tiểu nhân. Hãy thân cần bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Nếu mà đọc từng câu một, chúng ta cảm thấy rời rạc. Mà đọc một lần hai câu, chế thân với bạn ác, chế thân kẻ tiểu nhân. Na pha chê ba, ba kê minh tê, na pha chê bú đi xa tha mê. Quý vị đọc lần hai câu, nương nhau ha. Và người ta biết rằng, ồ, ở trước là ác, tiểu nhân. Rồi hai câu sau, bạn lành, bậc thượng nhân. Phật chế tham mít tê can gia nê, Phật chế tháp phú ri xuân ta mê. À, quý vị thấy hai câu nó nương nhau, lên xuống nó có âm điệu, mà mình chính mình đọc mình cảm thấy nó cũng thoải mái. À, mình phổ hồn vào đó, mình lắng động tâm tư, à, chậm rãi mình suy nghĩ những cái lời mà Đức Phật dạy. Chứ đừng có đọc nhanh quá. Na pha che ba ba ke min te na pha che pu ri sa tha me pha che tha min te can ya ne pha che tha pu ri sut tha me. Chúng tôi nghĩ rằng cái này đối với quý vị rất là dễ, không khó. Có nhiều cái giọng kể đông này tuyệt vời. À, nhiều khi cái giọng khàn khàn, cái giọng mà coi như khi mà nghe nói thì càm ràm, lãi nhãi lầm bầm, nghe chán cái lỗ tai. Nhưng mà cái giọng của quý vị qua những cái giọng kệ, qua những cái giọng kinh tuyệt vời. Tại sao mà quý vị không trân trọng cái giọng của mình? Thì một bài kệ, một bài kinh chúng ta nên chia làm hai. Nhất là những cái bài nào mà tám từ, cái đó dễ đâu phải khó, phải không? Rồi đó, hồi nãy thiếu cái chữ lè nhè, bây giờ cũng phải nhắc nữa chứ. Thiếu cái chữ lè nhè không mà cũng phải nhắc, chán thiệt.
Rồi bây giờ Sĩ Quang Thanh nè ha, xin mời Sĩ Quang Thanh cầm micro ha. Hồi nãy giờ hình như Sĩ Quang Thanh chưa mà. Rồi, alo Sĩ Quang Thanh, chúng tôi đưa bài lên ha. Rồi, Sĩ Quang Thanh thấy chưa? Rồi, xin mời Sĩ Quang Thanh ha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Đại Đức và con kính đảnh kính lễ trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 78. Na bách chê bà ba kê mít tê na. Dạ con xin chào mọi người, đọc lại. Na pha chê bà ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê pha chê tha mít tê can ra nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Na pha chê bà ba kê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê ba chê tha mít tê can ra nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Con xin phân tích câu 1, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na pha chê ba ca mê mít tê na pha chê bú rí sa tha mê. Ná là đoạn âm, ná phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, chê ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Pha chê tha mít tê can ra nê pha chê tha bú rí sút ta mê. Phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, ra là trường âm thông thường, nê ra nê là hai trường âm thông thường, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá bú rí là ba đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Na pha chê ba bà ba kê mít tê na pha chê bú ra sa tha mê pha chê tha mít tê can ra nê pha chê tha bú rí bậc thượng nhân.
na pha chê ri chê tha mi và cha mi tê ra dạ Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Tại vì mấy không có nghe Quang Thanh đọc được, mà nghe trên Facebook đó thì nó hơi bị giật giật, đó. Không biết Quang Thanh xuống mic lúc nào, cho nên là không có giơ tay, không có lá cầm mic được. Dạ, bây giờ xin đọc bài câu số 78 ạ. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê bú rí xà thá mê. Pha chê thá mít tê càn già nê pha chê thá bú rí suốt tá mê. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê bú rí xà thá mê. Ná phá là hai đoạn âm. Chê ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường. Câu số 2 ạ. Ná phá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Phá chê thá mít tê càn già nê phá chê thá bú rí suốt tá mê. Câu số 3, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, gia nê là hai trường âm thông thường. Câu số 4, phá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá, bú, rí là ba đoạn âm, suốt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Na phá chê bà bá kê mít tê na phá chê bú rí xà thá mê. Phá chê thá mít tê càng già nê phá chê thá bú rí suốt tá mê. Na phá chê bà bá kê mít tề na phá chê bú rí xà thá mê. Phá chê thá mít tề càn già nề phá chê thá bú rí suốt tá mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ.
Na pha che pa ba ke mi te na pha che pu ri sa tha me pha che tha min te can ya ni pha che tha bu ri su ta me. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống biết cái sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 78. Nắp hai chề bà ba kề mít tề nắp hai chề bú đi xà tháp mề hai chề tha mít tề càn già nề pha chề tha bù đi suốt ta mề na pha chề bà ba kề mít tề na pha chề bù đi xà tha mề pha chề tha mít tề càn già nề pha chề tha bù đi suốt ta mề. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná phá hai đoạn âm chê ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, kê trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná phá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná phá chê ba ba kê mít tê ná phá chê bú đi sa tha mê. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Thá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê trường âm thường, can trường âm nhấn, gia nê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, bú rí hai đoạn âm, suốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, mê trường âm thông thường, pha chê tha mít tê can ya nê pha chê tha bú đi suốt ta mê. Dạ con xin đọc lại nguyên bài. Na pha chê bà bà kê mít tê na pha chê bú đi xà tha mê pha chê tha mít tê can ya nê pha chê tha bú đi suốt ta mê. Dạ con xin kể. Na pha chê ba ha ba kê mê tê na pha chê bô đi xa tha mê pha chê tha mít tê can gia nê pha chê tha bô đi suốt ta mê. Dạ con xin đọc bản dịch Việt của Hòa Thượng Minh Châu. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. Dạ con xin đọc lại. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hại thân người bằng hại thân bậc thượng nhân. Dạ, giờ con trả bài xong. Có chỗ nào sai con xin kính quý sư, quý cô và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin nhân mít lại cho đạo tràng, xin mời người kế tiếp. Sa thủ kính cảm ơn sự hành kiểm. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Văn Thanh và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con xin được trả bài câu Pháp Cú kinh số 78. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú đi sa tham mê pha chê tha mít tê cạn đa dạ nê pha chê tha bú đi suốt ta mê na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú đi sa tham mê pha chê tha mít
tê na ca ni ya ni pha chê tha bu di sut ta mê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, phá đoạn âm, chê ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, gê trường âm thông thường, mít trường âm nhấn, tê đoạn âm. Con sai rồi, tê trường âm thông thường. Ná phá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Na pha chê ba bắc kê mít tê na pha chê bú rí sa thầm mê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, can trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nê gia trường âm thông thường, nê trường âm thông thường. Phá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá, bú, rí, ba đoạn âm, sốt trường âm nhấn, tá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Phá chê tha mít tê cạnh là già nê, phá chê tha bú đi sốt ta mê. Na phá chê ba ba kê mít tê na pha chê bú đi sa thẩm. Na pha chê ba ba kê mít tê na pha chê bú đi sa tha mê. Pha chê tha mít tê cạn đà dạ nê tha pha chê tha bú đi suốt tha mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân bạn đành, hãy thân bậc thượng nhân. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin được sửa. Và bây giờ thì con xin được kệ. Na pha chê ba bà kệ mít tê na pha chê bu trì xã tha mê. Bà chê tha mít ta cả anh đây già nê pha chê tha bu trì sụt tha mê. Na pha chê ba bà kệ mít tê na pha chê bu trì xã tha mê. Phà chê tha mít tê cạn lê gia nê phà chê tha bu đi suốt tha mê. Và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và không biết còn vị nào trả bài không thì xin đưa bàn tay lên ạ. Dạ. Còn vị nào chưa trả bài không thì kính mời bàn tay. Nếu không thì Nhật Quỳnh thỉnh Ngài nhân quý vị, rồi quý vị mất quyền lợi nha. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ con không có thấy bàn tay của vị nào, không có thị tín hiệu vị nào. Để ông mai con kính nhân mít đến Ngài ạ. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Sa thú, sa thú, xin Nhật Quỳnh. Đã kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta, tức là đọc giọng kinh cũng giống như đọc giọng kệ. Tuy nhiên hôm nay quý vị thấy Sĩ Quang Thanh ha, đọc về phần Pali, trường âm, đoạn âm hơi bị vấp. Nhưng mà khi Sĩ Quang Thanh phân tích trường âm, đoạn âm thì rất chính xác. Đây là một cái điều mà chúng ta tự tin. Mình có đọc vấp, đọc sai, mình vẫn biết rằng với cái từ đó nó là đoạn âm hay là trường âm. Đây là một cái điều khẳng định lại bản thân của chúng ta khi đến với Phật giáo Nam truyền. Pali là chính, mà chúng ta nhận định được đây là đoạn âm, đây là trường âm. Đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng mãn nguyện ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề từ vựng. Đọc được thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Câu đầu tiên: Na pha chê ba bắc kê mít tê.
Na pha chê ba ba kê mít tê. Na pha chê ba ba kê mít tê. Câu đầu tiên có 4 từ ha. Chữ na có nghĩa là không. Này quý vị rành hơn chúng tôi nữa. Na là không. Và chữ thứ hai, chữ phát chê. Phát chê hình như chúng ta đã học rồi ha. Phát chê là ý nghĩa là sao? Phát chê là giao thiệp ha. Giao thiệp thân cận hả? Giao thiệp hay là thân cận, đúng rồi. Có hai nghĩa ha, pha chê là thân cận hay là giao thiệp hay là gần gũi. Rồi ba bác kê, ba bác kê do cái từ ba bá. Ba bá là một danh từ trung tính ácron tanapum sakalinga. Và ba bác kê ở đây nói lên cái vấn đề sở hữu. Nói lên vấn đề sở hữu, nhưng mà nó được chia theo đối cách số nhiều. Đu trì giao quỷ phát tí và hú quá trình á. Ba bác kê là ác xấu. Ba bác kê là ác xấu. Rồi mít tê. Mít tê do cái từ mít ta. Mitta là một danh từ nam tính Akran Tapung Linga. Và Mitta được chia theo đối cách số nhiều. Đu tỷ gia vị phát tí bảo hữu quá trình á. Cho nên Mitta biến thành Mitte. Mitte là các người bạn, nhiều người bạn. Và câu đầu tiên này, na pha chê ba bác kê mít tê, không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên thân cận với những bạn xấu. Giao thiệp thân cận có nghĩa là vấn đề qua lại, vấn đề quan hệ với những người xấu. Không nên giao thiệp với bạn xấu. Rồi câu số 2, Napache Purisa Tháp Mê. Napache Purisa Tháp Mê. Napache giống như ở trên à, không nên giao thiệp ha. Rồi Purisa Tháp Mê. Purisa Tháp Mê do cái từ Purisa cộng với Athama. Athame Purisa, đây là một danh từ nam tính Akran Tapumlinga. Purisa là những người đàn ông hay là nam nhân. Người đàn ông hay là nam nhân. Rồi chữ sau cùng là Athame. Athame do cái từ Athama. Athama đây là một danh từ. Đây là một tính từ, có nghĩa là ti tiện, thấp kém. Ti tiện, thấp kém. Và hai từ này đi chung với nhau. Purisa Tháp Mê. Purisa Tháp Má. Nhưng mà nó được chia theo đối cách số nhiều. Đu tỷ giao quỳ phát tí bảo hú quá trình á. Cho nên Purisa Tháp Má biến thành Purisa Tháp Mê. Purisa Tháp Mê là những người đê tiện, những kẻ tiểu nhân, những người ti tiện, những kẻ tiểu nhân. Vậy thì Purisa cộng Athama, đúng rồi, Athame. Rồi
Vậy thì câu số 2 này, Napache Purisa Tháp Mê, không nên giao thiệp với những người đê tiện. Đê tiện ở đây chúng ta hiểu đó là tiểu nhân ha. Rồi, bây giờ qua câu số 3. Câu số 2, không nên giao thiệp với những người đê tiện, những kẻ tiểu nhân. Rồi, bây giờ câu số 3. Pache mitte kanyane. Pache thamitte kanyane. Câu số 3, ba từ. Pache tha. Pache tha, đây là một động từ số nhiều. Nên giao thiệp, nên thân cận. Pache tha, nên giao thiệp, nên thân cận. Mà thân cận với ai? Mitte, các người bạn. Mitte là các người bạn. Và kanyane, do cái từ kanyana. Kanyana được chia theo đối cách số nhiều. Dutiya vipattipa uvacana. Cho nên kanyana biến thành kanyane. Kanyane là tốt, đẹp, thiện. Và mitte kanyane có nghĩa là thiện hữu, người bạn tốt á. Vậy thì câu số 3, Pache thamitte kanyane, nên giao thiệp với những người bạn lành. Nên giao thiệp với những người bạn tốt. Và câu cuối cùng nên giao thiệp với những người bạn tốt. Rồi, và câu cuối mến chào cô phụ nữ tuệ duyên đi học trẻ. Pache thapurisutta me. Pache thapurisutta me. Câu cuối cùng có hai từ. Pache tha, nên giao thiệp. Rồi, chúng ta chỉ chú ý chữ sau. Purisutame. Purisutame do cái từ purisa. Purisa cộng với utame. Chữ purisa, đây là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Purisa là người đàn ông. Rồi utame do cái từ utama, đây là một tính từ có nghĩa là cao thượng. Nhưng mà Uttama ở đây được chia theo đối cách số nhiều. Dutiya vipattipa uvacana. Cho nên Uttama biến thành Uttame. Purisuttame có nghĩa là những người cao thượng. Những người cao thượng. Và Ngài Hòa Thượng dịch là thượng nhân. Vậy thì Pache thapurisuttame, nên giao thiệp với những người cao thượng. Nên giao thiệp với những người cao thượng. Và câu Phật ngôn 78 cho chúng ta ý nghĩa. Không nên giao thiệp với những bạn xấu. Nên giao thiệp với những người đê tiện. Nên giao thiệp với những người bạn lành. Nên giao thiệp với những người cao thượng.
xin lặp lại. Không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên giao thiệp với những người đê tiện, nên giao thiệp với những người bạn lành, nên giao thiệp với những người cao thượng. Vậy thì ở đây câu Phật ngôn này chia ra làm hai vế. Vế thứ nhất, không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên giao thiệp với những người đê tiện. Na phát chê bà bác kê mít tê na phát chê phú rí xà tháp mê. Đó là vế đầu ha. Và vế sau, nên giao thiệp với những người bạn lành, nên giao thiệp với những người cao thượng. Phát chê tháp mít tê càng già nề phát chê tháp phú rí xú tâm mê. Quý vị thấy có hai vế rõ ràng ha. Vậy thì chúng ta đọc một lần hai câu cho nó cô động, cho nó xúc tích. Đọc từng câu một thì quý vị thấy nó rời rạc ha. Rồi, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tránh xa, người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý điểm hoa lòng mình. Với người xấu ác không thân, với người ti tiện lại cần tránh xa, người hiền bạn tốt mới là thượng nhân cao quý điểm hoa lòng mình. Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn năm chữ: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Rồi, bây giờ trong ý nghĩa tự vấn, quý vị có thắc mắc cái gì không? Alo, có gì giải quyết luôn. Không thắc mắc thì chúng ta ngay duyên sự. Tại sao Đức Phật lại nói rằng không nên chơi với kẻ ác, kẻ tiểu nhân, mà nên thân cận với bạn lành, thân cận bậc thượng nhân? Vậy thì bạn lành, thượng nhân là ai? Bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến đại đức Channa. Channa, quý vị viết thử coi có đúng tên của cái vị này hay không. Đây là một vị tỳ kheo ha. Channa. Channa xà thủ Sĩ Kim Nhung viết là đúng liền ha. Hay thiệt. Sĩ Nhật Quỳnh viết cũng đúng mà đúng chậm thua Sĩ Kim Nhung ha. Đại đức Channa người ta còn gọi tiếng dịch âm ra gọi là Sa Nặc. Sa Nặc. Và đại đức Channa này là một người như thế nào? Có ai biết về tiểu sử của vị này không? Alo. Tại sao Đức Phật lại ám chỉ cái vị này có liên quan đến câu Phật ngôn 78? Alo, ai biết được cái vị này xuất thân như thế nào? Người đánh xe cho Bồ Tát Siddhartha chứ không phải Sĩ Đạt Đa hả? Siddhartha, người đánh xe cho Bồ Tát Siddhartha, chị Tha chứ không phải chị Ta. Siddhartha chứ không phải chị Siddhartha. Thát tá rồi hả, thêm chữ hát nữa. Rồi, người đánh xe. Đánh xe đi du ngoạn hay đánh xe đi làm gì? Alo. Người đánh xe thì chúng ta cũng có hiểu. Hiểu như thế này: khi mà Đức Bồ Tát còn ở trong hoàng cung, buồn rầu sầu khổ một chỗ cũng chán quá, cũng giống như chúng ta bị cách ly bị giãn cách ha. Rồi bị 3-4 tháng ở nhà chán quá muốn đi ra ngoài, thì bây giờ Channa này cũng là một cái người đánh xe cho Đức Bồ Tát đi vòng 4 cổng thành, đi tham quan
đi để mở mang kiến thức, đi để coi sự sinh hoạt của dân chúng như thế nào. Và cũng chính cái vị này đến xe đi vòng vòng bốn cửa thành để rồi Đức Bồ Tát mới thấy cái gì? Bệnh, lão, tử, tăng, thấy bốn cái vấn đề này. Quý vị đừng có lầm tưởng sinh lão bệnh tử nghe, mà bệnh, lão, tử, tăng, bốn hiện tượng đó cũng đi vòng vòng quanh thành mà thấy như vậy. Khi thấy rồi mới chán nản rồi mới đi xuất gia. Mà đi xuất gia thì cũng chính cái anh chàng này thành đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia. Chỉ có một mình anh này coi như đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia, mà chính cái vấn đề đưa đi xuất gia để rồi sau này kế công, nhờ có ta mà ngài mới thành Phật. Tức là công lao của ta lớn lắm, các người phải nể vì ta, phải kính trọng ta, thấy ta phải né đi. Cái ý của Đại Đức Thanh Na là như vậy. Thì ở đây Đại Đức Thanh Na không riêng gì mà đối với Đức Phật, kể công với Đức Phật, mà đối với hai ngài Thượng Cửu Tinh Văn, tức là ngài Sariputta và ngài Moggallana Na, thì Đại Đức Thanh Na cũng mỉa mai coi thường với đại ý thế này. Trong khi mà còn là thái tử, con của đại vương, thì ngài muốn xuất gia đi tu khổ hạnh. Mà khi ngài ra đi thì chỉ có một mình, ta đâu có thấy ai đâu. Thế mà bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng ta là Sariputta này, ta là Moggallana này, ta là Thượng Thủ Tinh Văn nè. Còn mình cái công lao của mình đưa Đức Bồ Tát đi tu để trở thành một vị Phật thì đâu có ai nhắc nhở đến mình. Rồi khi mà Đức Phật được các vị tỳ kheo cho biết cái vấn đề sự mỉa mai, sự khi dễ, sự quái thường của Đại Đức Thanh Na đối với các vị Thượng Thủ Tinh Văn, các vị đại đệ tử, thì Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo hãy nên nhịn đi, bởi vì bây giờ cũng chưa đến lúc để mà khuyên bảo. Và dù Đại Đức Thanh Na có mỉa mai như thế nào, có khinh dễ như thế nào thì các người hãy nhịn đi. Thì có một lần Đức Phật gọi đến và hỏi rằng: này Thanh Na, hai vị Thượng Thủ Tinh Văn Sariputta, Moggallana chính là những bậc đại trượng phu quân tử, là những người bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những người bạn như thế. Và Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn 78 này. Rồi chúng tôi đưa lên. Đây là Đức Phật khuyên để được thành á. Na pa che ba ba ke mi te na pa che pu ri sa tha me pa che tha mi te can ya ne pa che tha pu ri su tha me. Giới thân với bạn á, giới thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đức Phật tùy muốn khuyên là nên giao thiệp với với những người bạn lành, những người thiện thượng nhân, chứ không nên giao thiệp với hai hạng người ác. Một là các bộ người truy hoang trong các bất thiện pháp, nhất là thân tà hạnh, rồi hành động trộm cướp,
những cái hạng người đê tiện thấp hèn trong số 21 hạng người không nên thân cận, đó là những hạng người tà mạng. Trái lại những người lành thuộc hạng trượng phu quân tử thì nên tìm đến và cầu thân giao chết với những cái bậc tà thiện hiền này. Sau khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Đệ Đức Khanh á, khi nghe Đức Phật ban huấn từ nhưng mà vẫn còn chấp thủ kẻ công của chính mình, vẫn tiếp tục mỉa mai nhiếc móc các vị tỳ khưu. Rồi chư Phật lên Đức Thế Tôn những cái việc làm khiếm nhã của Đại Đức Sanh á, Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, trong lúc mà Như Lai còn tại thế, các ông không thể nào bắt buộc Sanh á vâng giữ cái điều học mà không thể mà xóa đi được cái tư tưởng đó. Hãy ráng chờ, khi mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta. Và trước khi nhập Niết Bàn thì Ngài Ananda mới hỏi: bạch Ngài, chúng con phải dùng cái pháp môn nào để cải hóa Đại Đức Sanh á? Đức Phật dạy: này Ananda, hãy dùng cái hình phạt Brahmadanda, có nghĩa là phạm đàn, một cách phạm tội, một cách mà phạm tội là tuyệt giao nè, không tiếp xúc nè, không chuyện trò, không có cái chỉ cái vấn đề sai trái tốt đẹp dễ đó, là đối với tỳ khưu Chanh á. Và trong lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, vừa nghe tiếng của Ngài Ananda tuyên bố phạm đàn cho chính mình Brahmadanda, thì Đại Đức Sanh đã buồn rầu sầu khổ đến nỗi phải ngất xỉu đến 3 lần. Khi mà tỉnh lại mới kêu than: bạch các ngài, xin đừng hủy diệt tôi. Sau khi hôn ngủ không bao lâu, Đại Đức Sanh đã thực hành tròn đủ phạm hạnh và chứng đắc thánh quả A La Hán với tuệ phân tích. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy thép còn bị lửa đốt mềm thay, Chanh á đành thua một phép này, Phật tại phạm hình chưa đúng lúc, nhân sanh nghiệp quả phải chờ ngày, vô đòn tâm lý sao mà nặng, bài học tu sầu nghĩ cũng hay, cái bệnh cống cao vừa trị dứt thì Ngộ La Hán đã phù mệnh. Alo, quý vị nghe rõ ha? Đây trong duyên sự này nói về Ngài Chanh á. Chanh á là một cái người mà đã có công đưa Đức Bồ Tát đi dạo 3 vòng thành ha, rồi cũng có công đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia. Chính nghĩ vì công lao đó, nhờ có mình mà Đức Bồ Tát thành Phật. Rồi đồ chúng đông, các vị thượng thủ tinh văn, các vị đại, 80 vị đại đệ tử ha. Nhưng mà đối với Sa Na nghĩ rằng mình có công, dựa hơi vào Đức Phật, coi thường chư tăng, nhất là Ngài Sariputta, Ngài Kalana, ông ta cũng mỉa mai chăm chọc: nhờ có tôi nè, không có tôi thì làm sao Đức Bồ Tát thành Phật, mà không có tôi thì làm sao mà các ông lại quy ngưỡng đấy. Cho nên Chanh á coi thường luôn các vị đại A La Hán. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái cơ duyên chưa đến, cho nên mới nói lên câu Phật ngôn này để cho Chanh á thức tỉnh, là chớ thân với bạn á, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Nhưng mà Đức Phật khuyên như vậy, ông ta vẫn ý lại nơi Đức Phật, vẫn ý lại nơi Đức Phật. Vậy rồi
trước khi nhập việc thì Đức Phật có dạy ngài Ananda, Như Lai mà nhập việc rồi hãy phạm đàn, tức là Brahmadanda, phạm đàn tức là tuyệt giao, không nói, không chơi, không trò chuyện, nghĩa là không đến gần, cũng giống như cái hình thức tam tịnh nhục, cái nghĩa là không nghe, không thấy, không nghi ngờ, có nó mà coi như không có vậy ha. Phạm đàn là một hình thức coi như giết chết, tức là không quan tâm nữa. Thì bây giờ khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn thì còn ai để mình nương nhờ, còn ai để mình sở cậy, còn ai, còn cái gì là bóng mát, cho nên mất đi cái chỗ nương tựa, mất đi cái chỗ nương nhờ đó, và bị chư tăng phạt phạm đàn, tức là bỏ rơi, không ngó ngàng tới. Thì hồi đó người ta mới sực tỉnh những lời dạy của Đức Phật, nhất là câu Phật ngôn 78 này: chớ thân cận bằng ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Mà người bạn lành, bậc thượng nhân đó là ai? Chính trong nội tâm của chúng ta. Hãy quay về với chính mình. Và thượng nhân, cái người mà cao thượng nhất, nó cũng nằm ở trong mình. Người bạn lành mà tốt đẹp nhất, nó cũng nằm ở trong mình. Và khi quay lại với chính mình, mình không còn nương nhờ, không có một cái chỗ nương nhờ nào khác, thì chính lúc đó thành ná chân đắc thánh quả là hạn. Rồi câu chuyện này quý vị nghĩ như sao? Đối với cuộc sống của chúng ta, chúng ta dựa cây đa, cây đề, chúng ta dựa cái ô, cái dù, thế rồi vinh thân phì già. Chuyện này có trong cuộc sống không? Có quá hay chưa? Và chúng ta cũng thấy nhan nhản. Thế rồi những người đó làm được cái gì? Họ thân cận với bạn ác, họ thân cận với kẻ tiểu nhân. Và khi họ thân cận với bạn ác, với kẻ tiểu nhân thì có bền vững hay không? Và khi chúng ta thân cận với người bạn lành, thân cận với bậc thượng nhân thì lại than: tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi khổ quá? Trường hợp này có không? Rồi thời gian còn lại để quý vị coi như kiểm tra, lấy câu Phật ngôn này và trong đời sống của chúng ta có những cái sự coi như sai biệt thế nào, có những cái sự thích nghi như thế nào. Rồi chúng ta rút ra một bài học, chứ không phải ở đây Đức Phật chỉ nói về ngài Thanh Na, còn chúng ta không có liên quan gì hết. Nếu mà nghĩ như vậy là thất bại. Mà câu Phật ngôn này là một kim chỉ nam đối với cuộc sống bây giờ, cho chúng ta một bài học. Mà bài học đó như thế nào? Ai có ý kiến đây? Alo, alo, giơ tay lên đi. Alo, quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này? Còn 11 phút nữa. Sao em ru vậy nè? Không có ý kiến. Rồi khi gần hết giờ cái là đưa tay liên tục. Bây giờ năn nỉ nè. Rồi Sít Nhật Quỳnh đưa tay. Xà thủ. Dạ, sa thú làm thai. Dạ, con xin nở mít cho ngài. Dạ, cảm ơn chị Metta. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân ngài Tri Đức đã từ bi giảng từ vựng. Dạ, duyên sự cơ pháp quốc kinh số 78. Dạ, cảm ơn thiền vũ. Dạ, con xin nở mít cho ngài để ngài dùng tách nước. Con nghĩ ngài đã khô cổ rồi. Dạ,
Nhược Bình kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị, vị nào có ý kiến gì trong bài học ngày hôm nay thì xin đưa bàn tay. Dạ, sa thú. Kính mời chị Mạch Ta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Khai. Dạ, cảm ơn chị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết còn kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, còn kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cùng quý bà, quý cô tu nữ. Còn kính đảnh lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Và con rất là tâm đắc cái câu này Ngài. Dạ, con xin đọc lại. Na pha chê ba bác kê mít tê na pha chê bú đi xà ta mê. Pha chê ta mít tê can gia nê pha chê ta bú đi xút ta mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Dạ, trước hết con xin xác định là cái người bạn ác, cái người tiểu nhân á, là những người đó họ có những cái tà kiến, và chính vì những cái tà kiến đó mà họ hay làm những cái việc mà không có hợp với đạo lý, không có hợp với những cái điều mà Đức Phật đã dạy. Những người đó thường hay phạm giới, và thì những người đó không có được người yêu mến, không có được những người khác yêu mến. Còn trái lại, những người bạn lành, những bậc thượng nhân, đó là những người có chính kiến, những người đã từng làm những việc tốt, những cái tạo, những cái điều có phước báo. Những người đó giữ giới, thường là những người giữ giới, thì những người này sẽ được nhiều người yêu mến, nhiều người kính trọng. Thì nếu chúng ta gần gũi với những người xấu, những người ác, thì như thế gian thường nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta gần những người đó thì không có lợi lạc gì hết. Chúng ta không có học được những cái gì tốt, những cái gì lành của những người đó hết. Mà trái lại có thể là chúng ta sẽ bị lây nhiễm những cái điều xấu ác đó. Và chúng ta là một bọn với những người đó thì chúng ta sẽ bị nhiều người xa lánh chúng ta. Còn trái lại, nếu chúng ta thân cận với những người lành, những bậc thượng nhân, thì chúng ta sẽ học được ở những người đó những cái điều tốt lành. Và chúng ta sẽ được nhiều người quý mến, nhiều người tìm cách thân cận chúng ta, thì đó là một cái điều tốt. Chúng ta nên thân cận với những người bạn lành, những bậc thượng nhân. Và về những bậc thượng nhân thì có thể là chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều những cái điều mà tốt lành, những cái điều mà là Đức Phật đã dạy, đã để lại. Và như vậy thì con thấy là con chỉ tâm đắc ở cái chỗ là cũng như thế gian đã nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà con thấy là chúng ta thân cận với những người bạn lành, những bậc thượng nhân thì có rất là nhiều lợi lạc. Chứ chúng ta không nên thân cận với những người ác, những người tiểu nhân. Và con chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi. Và con cũng đã từ từ con cũng đã thanh lọc những cái người bạn, những người mà con đã từng giao thiệp. Nếu con thấy cái người nào mà
hay lừa dối, hay có những cái hành động không tốt thì con từ từ con xa lánh. Và con đi tìm những người nào mà tốt, những người nào mà thật thà, những người nào không có nói dối, không có lừa dối, những người nào hay giúp đỡ người, những người mà con có thể học hỏi được thì con mới thân cận. Còn những người kia thì con từ từ con xa lánh. Dạ, con có bao nhiêu ý kiến đó thôi, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Từ cái câu Kinh Thập Cú 78 này, nhìn ra ai cũng hiểu Đức Phật muốn nói gì. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, hay là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đại khái như vậy là nó rõ. Nhưng cái câu hỏi của con cũng muốn đặt lên vấn đề là làm sao ngay từ lúc đầu mà mình biết cái người đó người xấu, người đó là người ác. Cái những người ác, những người xấu như là ăn cướp, ăn trộm, nó giết của, giết người, nó quậy phá thì mình nhìn thấy rõ. Nhưng có những người họ che giấu rất là hay, rất là tốt. Cho đến khi mà mình biết ra được thì tất cả những điều nó đã cháo nấu thành cái gì vậy? Thì cơm nấu thành cháo hay đại khái thì tất cả đều trễ hết rồi. Cái vấn đề làm sao biết được họ là người xấu, họ là người tốt rất là khó. Với thời đại này con thấy những người giàu có ngay cả trên nước Mỹ này, mệnh danh là một người là chủ tịch, là một cái của hội là giúp đỡ con nít hay đủ thứ, mà bề mặt phía sau đó họ bắt những đứa con nít đó để làm những thí nghiệm cho những cái điều xấu ác, những gì con thấy rất nhiều. Và những người mà con biết trong cuộc sống của con lúc mà còn nhỏ đó, ngay cả trong bà con của con với hàng xóm, con thấy rất là khó phân biệt. Nhưng mà chính vì là con nít, con hay đi vòng vòng, con coi con chê đó, họ thấy con là con nít, họ không để ý, họ mới nói ra những điều này đến những người kia. Lúc mà con nhỏ con nghe nhưng mà con không hiểu là cái gì, chỉ ngồi lo ngồi chê thôi, sau này lớn con không biết. Có những người mình thấy họ bề ngoài họ giàu có, trí thức đủ thứ, nhưng bề ngoài họ làm những điều thiện nguyện, và phía sau đó còn những điều khác rất là tàn ác. Nhưng con muốn hỏi thật sự đó với quý vị, làm sao mình biết ngay từ phút đầu người đó có những tâm địa bề đó, phía sau đó là những ác xấu, đó là vấn đề. Phải có trí tệ hay có một gì mới biết được. Dạ con chỉ có ý định vậy thôi, con có chỉ ý nghĩa và câu hỏi vậy thôi. Con xin trả máy lại đạo tràng và kính chúc đạo tràng một buổi chiều an vui. Alo, Sĩ Kim ơi. Trời ơi, học cái câu này đọc tới đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, còn thắc mắc cái chỗ nào. Chớ thân cận. Thân cận có nghĩa là gần gũi, rồi mình mới biết tốt hay xấu. Đừng có đứng ở bên ngoài nhìn cái hình dáng của người ta, để rồi mình coi như có một cái sự nhận định sai lầm. Mà thân cận có nghĩa là gần gũi. Ở đây là chớ thân cận với bạn á, chớ gần gũi kẻ tiểu nhân. Thì mình sống muốn biết người ta tốt hay xấu, phải tiếp cận, phải gần gũi họ, rồi khi đó mới biết được chứ. Bây giờ cái đứng nhìn không thì sao mà nói rằng tốt xấu. Phải thử, thử là phải tới gần họ. Chơi lâu năm mà cũng chưa biết nữa, như vậy thân cận để làm gì? Chơi lâu năm cứ nghĩa là thân cận, tại sao không có tầm, không có tứ, không có quan sát, nhận định. Nói lên cái kiểu mà chơi lâu năm mà cũng chưa biết nữa. Vậy thì làm gì đây? Mình thân cận để mình nhận xét con người ta mà chơi lâu năm cũng chưa biết nữa thì thôi, cái kiểu này hết nói rồi. Muốn biết người ta như tốt hay xấu thế nào phải tiếp cận. Và khi tiếp cận thì đừng có thắc mắc cô Nhật Quỳnh khỏe chưa, mà phải tới gần cô Nhật Quỳnh để coi cái sắc diện như thế nào. Chứ bây giờ hỏi như vậy cũng không chắc.
À, Sĩ Khà, phải tới gần rồi mới biết cô Nhật Quỳnh khỏe hay là không khỏe. Cũng giống như Sĩ Kiềm nói, chơi lâu năm mà cũng chưa biết. Thì mình phải tới gần, che giấu hay không che giấu, họ sẽ lộ ra thân, khẩu hoặc là ý. Tướng tự tâm sinh, do cái tâm của họ bất chính thì cặp mắt của họ cũng láo liên ha, tay chân của họ cũng nhám nhúa ha. Bạn hát bạn ác có thể hiểu là ngay trong tâm ta trong lúc thất niệm. Thất niệm là khác nhé, thất niệm là họ quên mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ một cái chuyện gì đó rồi chúng ta ú ớ, tức là hướng về đề mục đó mà quên này, gọi là thất niệm, vọng niệm, tạp niệm. Thì bây giờ cái vấn đề bài học ở đây là chúng ta hãy gần gũi, hãy thân cận để biết đó là người tốt hay là người xấu. Mà người tốt hay người xấu đó không phải ở đâu xa, ở ngay trong chính ta cũng có ác và có thiện. Trong tâm của chúng ta có một ác quỷ, cũng có một thiên thần ngự trị. Vậy thì chúng ta hướng về thiện thì ác quỷ từ từ xa lánh, mà chúng ta hướng về ác quỷ thì thiên thần kia cũng bỏ ta đi thôi. Rồi, thiện và ác do chính ta quyết định ha. Rồi, thời gian sinh hoạt cũng đã trôi qua. Tới những cái lúc mà quan trọng, những cái gút mắt của cái câu phong này là đem ra hỏi lúc hết giờ. Đó là một điều không tốt, khi mà năn nỉ không chịu lên nhưng mà khi lên là coi như là làm rối đồ hình. Đáng lẽ cái đoạn này phải nói nhiều hơn, nhưng mà thôi để bữa khác đi ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Và bài học của chúng ta là thân cận với những bậc thiện trí thức. Trong cái phẩm này, Bành Đi Ta Quốc Gia, thiện trí thức hay là phẩm coi như phẩm kẻ trí, thì cái từ Bành Đi Ta ám chỉ ba vấn đề: biết được lợi ích hiện tại, biết được lợi ích tương lai, biết được lợi ích cao quý nhất là sự giải thoát. Đó chính là Bành Đi Ta. Và quý vị đang thực hành đây, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc với phước lành học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hồi trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xuyên qua lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sát cha quan chê na so ti vô hô đu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.